Bạn đang nghe chương trình tỉnh nguyện hàng ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Thật phước hạnh thay khi chúng ta được cùng nhau đón chào ngày đầu năm mới trong ơn thiên của Chúa. Đây là thời điểm để chúng ta nhìn lại và cân nhắc xem có điều gì mình cần buông bỏ để tiếp tục tấn tới trong cuộc hành trình phước hạnh phía trước. Đây là thời điểm để chúng ta quyết tâm đứng dậy khỏi chốn cũ và cất bước đi. Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2023 và cũng là ngày mùng 1 Tết, Thiên Trường cùng chương trình tỉnh nguyện hàng ngày thân mời quý tín giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Wendy Griffith qua chủ đề Đứng dậy và bước đi. Một hôm, khi sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng lên đền thờ để cầu nguyện, một người bị bại liệt bẩm sinh liền đến để xin tiền. Ngày qua ngày, người bại liệt này được khiêng đến cổng đền thờ gọi là cửa đẹp. Tại đó, ông xin những người qua lại cho ít đồng xu. Nhưng đây không phải là một ngày bình thường. Hôm nay, thay vì tiền, người bị bại liệt đã nhận được một điều quý giá hơn nhiều khi Phi-e-rơ nói với ông rằng: "Tôi không có vàng bạc gì cả, nhưng điều tôi có thì tôi cho anh. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ người Nazareth, hãy đứng dậy và bước đi." Công vụ các sứ đồ chương 3 câu 6. Phi-e-rơ nắm lấy tay người bại liệt và lập tức hai bàn chân và mắt cá anh trở nên cứng vững. Anh liền nhảy lên, đứng thẳng và bước đi cùng hai ông vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy vừa ca ngợi Đức Chúa Trời. Công vụ các sứ đồ chương 3 câu 7 câu 8. Tôi không biết bạn thế nào, nhưng nếu điều này xảy ra với tôi cũng sẽ nhảy cẩn lên vui mừng và ca ngợi Chúa. Những người đến đền thờ nhận ra ông chính là người đã từng ngồi ăn xin ở cửa đẹp và họ vô cùng kinh ngạc trước những gì đã xảy ra với ông. Công vụ các sứ đồ chương 3 câu 10. Thấy vậy, Phi-e-rơ nói với dân sự: "Thưa đồng bào Israel, tại sao anh em ngạc nhiên về việc này? Sao anh em nhìn chăm chúng tôi như thể chúng tôi đã nhờ quyền năng hay đạo đức riêng của mình mà khiến người này đi được?" Công vụ các sứ đồ chương 3 câu 12. Phi-e-rơ giải thích rằng chính đức tin trong danh Ngài đã làm cho người mà anh em thấy và biết đây được vững mạnh. Chính danh Ngài và đức tin nơi Ngài đã khiến người này hoàn toàn khỏe mạnh như tất cả anh em đã thấy. Công vụ các sứ đồ chương 3 câu 16. Khi bước sang năm mới, Chúa đang kêu gọi chúng ta hãy đứng dậy và bước đi, bỏ lại phía sau những điều khiến chúng ta què quặt, những điều cản trở bước đi của chúng ta với Chúa và tiến đến với tất cả những gì Ngài sắm sẵn cho chúng ta. Khi chúng ta cất bước chân đầu tiên, giống như người què đã làm, chắc chắn Chúa sẽ nâng đỡ và biến đổi chúng ta, đến nỗi những người khác phải kinh ngạc và sửng sốt khi chứng kiến việc Chúa làm trong cuộc đời chúng ta. Làm sao mà một người vốn bị què từ lúc mới sinh, bây giờ có thể đi lại, nhảy nhót và được chữa lành hoàn toàn? Có việc gì quá khó cho Chúa không? Jeremy chương 32 câu 7. Và thật tuyệt vời, những người qua lại đã nhận ra ông là người ngồi tại cửa đẹp của đền thờ để xin bố thí. Chúng ta không cần phải ở yên tại chỗ chúng ta đang ở. Quý tín giả thân mến, Chúa muốn biến đổi chúng ta và Ngài thích làm điều đó theo cách khiến chúng ta và mọi người phải kinh ngạc. Ngài muốn bạn và tôi được chữa lành, được toàn vẹn và nâng đỡ để chúng ta có thể làm nên những kỳ tích vĩ đại cho thiên quốc. Nhưng tất cả đều bắt đầu bởi đức tin nơi danh Chúa Giêsu và đức tin nơi quyền năng của Đức Chúa Trời đến và cứu Chúa chúng ta. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Cảm tạ Chúa vì một lần nữa con lại được đón chào năm mới trong ơn phước tuyệt vời của Chúa. Xin Chúa giúp con tra xét lại đời sống mình để xem có điều gì đang cản trở khiến con không thể bước đi cùng Ngài. Xin Cha nâng đỡ con, giúp con đứng dậy khỏi chỗ của mình và bước đi đến những chân trời mà Ngài sai con đến. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, liệu có điều gì trong năm cũ còn ghì bạn lại khiến bạn không thể tiến về phía trước để đón nhận phước hạnh tràn ngập Chúa ban? Bước vào năm mới này, hãy buông bỏ tất cả những thứ còn vấn vương, hãy nắm lấy tay Chúa Giêsu, đứng dậy và bước đi và sẵn sàng nhảy nhót vui mừng vì những điều sắp đến vĩ đại hơn rất nhiều so với bất cứ thứ gì bạn đang bỏ lại phía sau.
ngàn hoa khoe sắc, muôn hoa cùng muôn chim liêu lo lượn bay, kêu muôn chim bay lượn, người người reo vui, người người vui xuân sang tháng tôi trời mây, xuân thắm tươi rạng ngời, sao rừng lòng ta trong ta vang câu ca. Đã dành thời gian để đón nghe trọn bài tĩnh nguyện hàng ngày hôm nay. Cảm ơn những lời chứng đầy khích lệ và cả những góp ý chân thành từ quý vị để chương trình ngày càng phát triển. Chương trình cũng không quên gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng đã âm thầm giữ phần dâng hiến để chương trình tĩnh nguyện hàng ngày tiếp tục được phát sóng. Chương trình mong nhận được nhiều hơn nữa những lời làm chứng từ quý thính giả hoặc sự đồng công của quý vị qua sự dâng hiến. Hãy kết nối với chúng tôi qua địa chỉ email chia sẻ amoconeway.vn hoặc số điện thoại 0896 164 199. Đón chào những ngày Tết, mến chúc quý thính giả dù ở quê nhà hay hải ngoại sẽ có những giây phút bên gia đình thật ý nghĩa. Nguyện Chúa Xuân luôn ở cùng, tuôn tràn niềm vui và phước hạnh trong mỗi chúng ta.